Dạ vâng, tôi là Nguyễn Trí Tuệ, tôi là tổng thư ký của nhiệm kỳ 2014 và 2018. Thì ngày hôm nay là chúng ta có đại hội đồng của Hội đồng Trung ương Hướng Đạo Việt Nam. Buổi sáng, đại hội đồng đã cứu xét tất cả những đề nghị từ hội nghị trưởng của 2018 vào ngày chủ nhật trước đó đưa lên để biểu quyết. Thì sau một buổi sáng, chúng ta đã biểu quyết được rất là nhiều những vấn đề để chúng ta hoàn thiện hơn cơ cấu tổ chức cũng như rất là nhiều nơi những cái tài liệu hướng dẫn và tu chính. Thì đó là buổi sáng. Sau buổi sáng là buổi chiều sau 2 giờ thì tất cả các chi nhánh, các miền, các bang từng lần lượt tường trình tình trạng của các liên đoàn hướng đạo Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cũng như là hoạt động chính trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua. Và cuối cùng, Chủ tịch Võ Thành Nhân tuyên bố mãn nhiệm kỳ 2014-2018. Tiếp theo đó là đại hội đồng chuyển sang cho tiểu ban bầu cử lo về việc bầu chọn ra tân chủ tịch Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam cũng như kiểm sát viên tài chính cho nhiệm kỳ 2018 và 2022. Và cuối cùng là phần biểu quyết coi nơi nào, miền nào, chi nhánh nào sẽ nhận lãnh việc tổ chức trại thẳng tiến 12. Thì đó là những cái nghị trình xảy ra ở trong đại hội đồng tại trại thẳng tiến 11. Kết quả thì chúng ta có một tân chủ tịch Hội đồng Trung ương Việt Nam là trưởng Trần Quang Thanh Trang, trước đây là chi nhánh trưởng của chi nhánh Canada, và trưởng Bùi Văn Khanh sẽ là kiểm soát viên tài chính của Hội đồng Trung ương. Và trại thẳng tiến 12 của Hội đồng Trung ương Việt Nam sẽ được do chi nhánh Úc nhận lãnh tổ chức. Trước khi hết lời thì tôi rất là vui và rất là xúc động khi mà chúng ta có được những kết quả hết sức là tốt đẹp trong 2 ngày hội nghị trưởng và đại hội đồng tại trại thẳng tiến 1. Mặc dù thời tiết khá nóng nhưng anh em đã rất là đồng lòng đoàn kết lại với nhau, và khi mà chúng ta đoàn kết lại chúng ta có một sức mạnh và mọi người đã đi tới những cái quyết định và những cái sự lựa chọn hết sức là sáng suốt để có thể Hội đồng Trung ương Việt Nam ngày một hoàn thiện hơn, ngày một tốt đẹp hơn và ngày càng phát triển nhiều hơn. Rất là cảm động với cái sự tín nhiệm của anh em. Thứ nhất là mình thấy thật tình đó, thấy rất là e ngại, tại vì mình thấy mình tài sức nó không có đủ để mà được anh em tín nhiệm như vậy. Nhưng mà khi anh em tín nhiệm như vậy thì mình là một người hướng đạo, thì mình phải biết dấn thân thôi, làm hết tận hết sức của mình để đáp ứng lại và để không có phụ lòng tín nhiệm của anh em. Để mà nối kết cái vòng tay lại cho tất cả mọi người đều cảm thấy lên tinh thần và cái phong trào của mình nó ngày một vững mạnh hơn. Mình rất là hãnh diện với thấy khi các em thanh sinh ở Úc khi mấy em trình trình bày cái dự án của mình như vậy, mình thấy rõ ràng là bên chi nhánh Úc họ đã thành công trên cái chuyện mà họ đã để cho các em đứng lên dấn thân trong cái vai trò lãnh đạo đem cái thẳng tiến về. Dạ, em tên là Thúy Đình, em là liên đoàn trưởng của liên đoàn Văn Lang Sydney Úc Châu, và em cũng là hiện tại là đại diện cho chi nhánh Úc Châu. Kỳ này em dự trại thẳng tiến 11 ngay tại Virginia, và em rất là vui. Úc Châu đi qua khoảng chừng dưới 50 người. Khi trước khi tụi em đi thì có hội họp đâu nha, và các em trẻ mong muốn là sẽ được đem thẳng tiến 12 về Úc Châu. Thứ nhất, tụi em rất là vui và rất là hân hạnh là các trưởng, quý trưởng ở đây ủy nhiệm cho tụi em, nghĩa là các trưởng tin tưởng nơi tụi em sẽ lập được một cái trại thẳng tiến cho mời anh chị em các khắp nơi để về tới Úc. Và cái bên đó tụi em cũng rất là hồi hộp, thì vì Úc Châu tụi em rất là nhỏ so với lại nước Mỹ và hướng đạo Việt Nam ngay tại Hoa Kỳ ngay tại đây, tụi em cũng không bằng 1/10 nữa. Nhưng tụi em đã chuẩn bị tinh thần nói rằng là sẽ cố gắng hết sức, và sẽ sắp sẵn để mời các bạn, các quý trưởng từ khắp nơi xa tới để chung vui với em trại thẳng tiến 12. Thì hôm nay á, là em rất là phấn khích để mà đem cái nước Úc đến cho thế giới và như là cộng đồng hướng đạo Việt Nam. Và thì em nghĩ là nếu mà cộng đồng hướng đạo chúng ta đến đó thì chúng ta thứ nhất là thấy là thiên nhiên Úc nó đầy rất là nhiều thứ để mà chúng ta khám phá. Nó là rừng núi, nó là muôn thú, nó là những cái quang cảnh trời đất nó rất là hay. Ngoài ra là thành phố ở Úc nó rất là sạch sẽ, nó rất là hiện đại, nhưng mà con người thì rất là bình dị, con người rất là dễ thương. Chúng ta thấy những cái cách sống khác nhau.